là một trưởng nhóm luôn hướng pháp học và pháp hành, thì là tiêu chí cùng nhóm phát triển, nhưng điểm tương đồng của mọi người không thích và chán vì điều này, mong sư chỉ bảo giúp con làm sao con có thể phát triển nhóm thiên về tu tập và thiện nguyện mà được sự cân bằng. Xin cảm ơn sư. Thì chúng ta tìm những người nào cùng chung chí hướng với chúng ta và chúng ta lập nhóm với những người đó. Chúng ta gọi là mây tầng nào thì chơi với mây tầng đó. Khi mà chúng ta yêu thích là vừa hướng tới pháp học vừa hướng tới pháp hành, thì những vị nào có khuynh hướng cùng với mình thì sẽ đi với mình. Còn những người nào không cùng khuynh hướng với mình thì mình bỏ mình đi chỗ khác thôi. Chứ đừng có lôi kéo người khác rồi bắt người khác phải theo ý của mình. Mỗi người có khuynh hướng khác nhau. Cho nên là lời khuyên của sư thì... cái nhóm hiện tại thì quý vị có thể giao cho vị nào đó quản lý, rồi quý vị làm một cái nhóm mới, rồi những ai á, mà phù hợp với cái sở thích mà cùng chung chí hướng với mình á, thì mình nhận. Chứ không phải là mình nhận hoàng rồi người ta không vui, rồi từ đó cái việc hộ độ giúp đỡ, cái chuyện mà giúp đỡ nhóm của mình á, nó không hiệu quả.